gió yêu yêu lòng bỗng nghe lạnh thêm. Đời một giây như bằng thế kỷ sau, em mới yêu lần đầu mà anh đã yêu lần sau. Em mới yêu lần đầu mà anh đã Hôm nay mẹ nói mẹ lên thăm mình, mà sao mình đợi từ sáng tới bây giờ vẫn chưa thấy mẹ nữa. Hôm nay mình sẽ giới thiệu anh ấy cho mẹ biết. Anh ấy thương con lắm mẹ à. Hô. Trời ơi, anh làm em hết hồn ha. Sao hết hồn nè? Anh nghe em hỏi nè. Sao? Vậy chứ anh đi đâu mất tâm mất dạng cả tuần nay vậy? Anh về quê thăm mẹ em à. Mẹ khỏe không anh? Mẹ rất là khỏe. Và anh đã có thưa chuyện của hai đứa mình với mẹ rồi. Mẹ nói sao anh? Nhưng mẹ nói... Mẹ nói sao? Mẹ nói... Mẹ nói sao nè? Mẹ bằng lòng rồi. Anh làm em hết hồn. Và mẹ có gửi quà cho em nữa đó. Có quà nữa hả anh? Có quà. Và quà rất là đặc biệt luôn. Quà gì mà đặc biệt dữ vậy ta? Để nhận món quà này bây giờ thì em sẽ nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại hả? Ừ, nhắm mắt lại. Rồi bây giờ em nhắm mắt nè. Rồi nhắm mắt nha, nhắm mắt nha. Dạ. Rồi đưa cái tay cho anh. Rồi nhắm mắt lại. Anh phải đếm tới 1, 2, 3 mới được mở mắt ra nha không? Dạ. Rồi bây giờ anh đếm nha. 1, 2. Ăn gian. Không được mở ra nghe chưa? Dạ em. Dạ. Nhắm mắt thiệt nè. Anh đếm lại đó, đủ 3 mới mở ra nha không? Dạ. Từ từ nha không? 1, 2, 3. Quá. Trời ơi, chiếc nhẫn hột xoàn đẹp quá anh ơi. Ít nhất phải 11 ly đó em. Chắc nhiều tiền lắm á anh. Có nhiều đâu. Trời ơi, quà của mẹ chồng tặng cho nàng dâu mà. Thôi em không dám nhận đâu. Sao vậy? Nhiều tiền quá à. Giờ nhận không? Không nhận anh giận á. Thôi như vậy đi ha. Bây giờ anh cất lại đi. Để tới ngày đám cưới của tụi mình, mẹ sẽ cho em, để cho nở mặt nở mày vô lối xóm. Thì bây giờ em cứ đeo đi. Rồi tới ngày đám cưới của hai đứa mình đó, mẹ sẽ cho em một chiếc khác bự hơn, chịu không? Em thấy chiếc nhẫn này quen quá à. Em nhớ em gặp ở đâu rồi mà em không... Quen sao được mà quen. Mẹ mới mua mà. Mà sao nó có chữ LH nè anh ơi. Thì tiệm kim hoàng nào mà không có ký hiệu riêng hả em? Ha. Rồi giờ để anh đeo vô cho nha. Đẹp rồi ơi. Đẹp quá à. Thôi để đeo món này đi. Món này nè. Bằng tay gì mà. Tay bút măng đẹp quá em ơi. Dạ. Hơi bị dừa luôn nhá. Trời ơi, người yêu của anh là nhất. Anh ơi. Sao? Em khát nước quá à. Đi sáng giờ anh cũng khát nước nữa. Dạ. Thôi bây giờ qua đây ngồi đi ha. Rồi anh đi mua nước, xíu nữa anh quay lại nha không? Dạ. Ngồi đây đợi anh nha không? Dạ. Nhìn bên kia có gì đẹp quá kìa. Anh này. Ngồi đây đợi anh nha cưng. Dạ, em đợi anh nha. Chào cô Thủy Tiên. Dạ em chào chị. Ủa, mà sao chị biết tên em? Tôi là Mai Chi. Dạ em chào chị Mai Chi. Tôi là bạn của anh Thái đó. Dạ. Anh Thái nhắc nhiều về cô lắm. Dạ. Thật sự cô rất là đẹp. Em cảm ơn chị. Hình như cô đang đợi mẹ. Dạ em đang đợi mẹ của em. Mẹ cô đang nằm bệnh viện cấp cứu ở Bà Rịa đó. Cô mau đến đó đi. Không là không gặp mẹ đó. Tại sao lại có chuyện này? Trời ơi. Mẹ. 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 Lại một con nai vàng ngơ ngác. Thủy Tiên. Thủy Tiên à. Có nước rồi nè em ơi. Thủy Tiên. Thủy Tiên à. Thủy Tiên. Mới ngồi đây đâu rồi ta? Thật là tình Thủy Tiên. Mai Chi. Tại sao cô lại có mặt ở đây? Tại sao em không được có mặt ở đây? Tại sao cô cứ đeo bám tôi như Sam vậy hả?
một câu thừa thải. Thái, vì em yêu anh mà. Nhưng tôi không có yêu cô. Tôi đã nói rồi, tôi và cô không có hợp nhau đâu. Mà tại sao vậy? Có biết bao nhiêu người cứ dây quanh cô, mà cô lại đeo bám tôi như một con đĩa đói vậy hả? Phải, hằng đêm có biết bao nhiêu người đàn ông dám xin một đêm ân ái. Nhưng khốn nàng thay thì tình yêu tôi chỉ yêu anh. Anh không có quyền quay mặt mà để anh lung dung buồn kẻ khác kết tình luôn. Và nếu như tôi có chiếc cô một từng quan trọng, chị đã muốn đi xem vào đời tư của Thái Sa Lem. Anh là con mồi còn tôi là một điều á là anh phải lết bác dọc trong vai tôi. Trời đã giúp tôi cho anh cướp nhầm mẹ vợ, hai quân dặn thằng tan không chờ tình thần nhớ nhang. Cô đang nói khùng nói điên gì đó? Sáng nay tại khách sạn Hoa Hồng phòng 307 có một bà thương gia. Ý cô là sao? Ai đã chặt cánh tay bà Lệ Hải ngoài Vũng Tàu để cướp đi chiếc nhẫn hột xoàn 11 ly? Cô nói sao? Bộ ai đi Vũng Tàu cũng đều là ăn cướp à? Nhát chém đó rất bén, bằng một loại dao Mỹ mà chỉ có tôi, anh và những người trong nhóm Phượng Hoàng mới có. Và chỉ có anh mới có cái chiêu xuất quỷ nhập thần như thế. Nhưng anh đâu ngờ bà ta lại là mẹ Thủy Tiên. Thật là mất cười. Nếu Thủy Tiên mà biết được chuyện này, rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Mày chi? Mày đã biết quá nhiều chuyện của tao. Mày phải chết! Thái, anh yêu quá rồi, anh quên hả? Hồi còn học ở Hawaii, tài bắn súng phóng dao của anh kém xa tôi nhiều. Mày giỏi lắm. Và bây giờ ở đây không còn chuyện của mày nữa. Cút! Sao nặng lời vậy? Anh nghe tôi nói đây. Cướp! Chỉ có tình yêu với cướp mà thôi. Đừng mơ mộng hảo quyền. Rồi sau này anh sẽ quỳ dưới chân con Mai Chi này mà giáng sinh tình cảm đó. Còn điếp? Điếp cũng có 5-3 loại điếp. Thủy Tiên ơi, nếu như em biết được chuyện này, em sẽ oán hận anh lắm. Thủy Tiên ơi ông ơi, xe tôi ra. Ông là một tên tướng cướp giết người. Trời ơi, quả tình yêu đổi bằng bàn tay của mẹ. Thủy Tiên, em nói chuyện gì mà anh không hiểu gì hết vậy? Ông hãy giữ chiếc nhẫn hột xoàn 11 ly đó. Và nên nhớ rằng giữa tôi và ông chờ bà bị mất một bàn
một kẻ gian hoa nguy hiểm gì khi đối mặt cùng ông. Tôi đã đủ chân lý của một quan tòa tạm giam tên tội phạm. Thì đừng đừng ông ơi. Thủy Tiên, nghe nói đường ông đi đường tôi bước đôi ngã chia ly ai vung trời ly biệt. Ông bước vào cơn đam mê điên loạn, còn tôi đem bước đau thương mà nghe chiếu nặng tâm. Tôi sẽ giết ông để đưa ông. Mẹ tôi bị tật nguyền rồi, lỗi ấy cho tôi. Một kẻ độc, một kẻ chủ mưu. Thái ơi, anh đã chôn tình ta vào trong nguyệt lạnh. Mặt đất vuông vây, bầu trời điên đảo. Ta như cái xác không hồn đang dập dờn. Hồn trách anh mà không cho anh được nói. Em có biết là anh đau khổ lắm không? Anh sắp điên loạn lên không hả Thủy Tiên? Còn đau khổ nào mà ông bảo tôi rằng con biết phần ông tính này đi qua những hành vi tội ác để phối cho tôi. Khi mọi chuyện xưa giờ như chiếc lá đường vào tình yêu, có trăm lần đau, có vàng lần sâu. Để cánh chim kia có nơi làm tổ ấm. Thì em ơi chớ dòi ra đi, biến thành cơn bão cuồng xoay, đợi anh trong cơn gió là tên tội phạm thì anh sẵn sàng chết mặt của em. Ông đừng nói gì nữa hết. Cuộc đời anh lận đận lao đao, dõi mắt nhìn đời lạnh lùng an nhàn. Tình yêu của em như giọt nhạc dương kỳ diệu, tươi mát một anh phơi phơi. Tâm lòng giả dối, tôi thù anh ba lần kinh khi. Tôi làm yêu một kẻ yêu hèn, nghe cay đắng muốn tê đầu lưỡi. Thủy Tiên, những lời trách hận em trăm ngàn dao ngon. Anh già rồi như kẻ bị phanh thây. Không, anh không hề suy nghĩ của em. Anh vô tội thì làm sao anh nhận tội được chứ? Một kiếp gió sương, một đời ngang dọc, thấy nước dọc trời chưa từng lo sợ trước hiểm nguy. Em không tin anh sao em? Lòng anh chân thật, anh không muốn em hiểu lầm để làm tan vỡ tình ta. Nhìn em đau đớn xót xa, lòng lê trong lòng soi đồng hồ.
càng nói càng lộ rõ ra chân tướng. Sự thật thế nào tôi đã rõ căn nguyên. Thôi thế từ đây mình đành nhìn biệt chôn giặc âm trong hoa hồng. Thủy Tiên, ông đừng nói gì nữa. Kể từ hôm nay coi như hai chúng ta đã chết. Vĩnh biệt. Thủy Tiên, nhưng anh muốn biết ai nói với em anh là tội phạm. Mai Chi lại là con khốn nạn đó. Mai Chi, mày đã dồn tao vào bước đường cùng thì mày đừng trách vì sao tao độc ác. Nên đến đây tìm em. Nếu em không muốn thì thôi anh đi về. Còn Thủy Tiên của anh đâu? Thủy Tiên à? Anh đã chia tay nó rồi. Chia tay? Đúng vậy. Và đêm nay anh muốn ở đây cùng em tâm sự cho đến sáng. Em nghĩ sao? Có phải đây là sự thật? Vậy thì tại sao em không cởi ra đi những gì vướng bận, để anh được ôm ấp thân yêu thân thể thần dễ nữ đa tình. Thank you.
Hồ ơi, hãy tận dụng sức mạnh của Chúa Sinh Lâm để đưa em vào cơn đam mê tột đỉnh. Cho nỗi khát khao từ lâu ấp ủ được nhóm lên ngọn lửa say nồng. Hãy ôm chặt lấy em đừng buồn lơi một phút giây nào. Cho một vòng say hương em tình ai, cho thân thể này được bóng lửa đêm. Trong vòng tay nồng nàn hơi thở, cho lửa tình yêu sáng hơn em. Anh sẽ đưa em vào chốn thiên tai, cho thần dễ nở đậm hai mẹ tình thiên hồn. Đến đây anh đào bài chi? Đời tư của Thái Gia Liên.